Cô vợ mập. Cây sen đá này giỏi thật, em quên tưới nước mấy hôm mà nó chả làm sao anh này. Sen đá thích nghi cao, dù trong thời tiết nào, khí hậu nào, nó vẫn sống khỏe mạnh. Đó là loài cây tượng trưng cho tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, mãi mãi, không thay đổi theo thời gian. Thế nên anh mới tặng em giỏ sen đá này vào ngày chúng mình gặp nhau lần đầu tiên, phải không? Ừ. Mấy tháng sau. Mình đây sao trời? Thằng cúng con ngủ rồi hả Mai? Để dì bế thằng cúng con một chút, cháu tranh thủ đi ăn chút gì đi. Cháu không ăn đâu, cháu béo ú ra rồi dì nè. Không ăn sao có sữa cho con bú? Ai sinh xong mà chẳng béo ú ra, cháu chỉ được cái lắm chuyện. Mai ơi, anh về rồi này. Mình về đấy, cháu ra xem nó có ăn tối luôn không. Dạ. Em chuẩn bị đi ăn tiệc với anh. Hôm nay nhóm bạn cũ tổ chức họp lớp sau 20 năm ra trường, chắc vui lắm đây. Em đi thì ai trong cu Hòa? Nhờ dì Huê ở lại một hôm được không? Chắc dì đồng ý thôi mà, dì có vẻ quý cu Hòa lắm. Nhưng em béo ú thế này, chả dám ra ngoài đâu. Trong mắt của anh, em lúc nào cũng xinh đẹp ý. Chỉ được cái dẻo mỏ. Đi thay đồ đi, sắp đến giờ rồi em. Xong chưa em? Đi thôi. Dạ, em xong rồi đây. À ha, mình đến rồi hả? Cậu là... Hoa đây, Hoa tổ quạ đây, không nhận ra tớ à? Ôi trời, mình nhận không ra, cậu xinh lên nhiều quá đấy, tóc cậu. Tóc tớ không còn tổ quạ nữa đúng không? Phụ nữ thì phải đẹp lên chứ, xấu xí mãi như hồi chip hôi sao được. Cậu nói đúng. Đây là... À, đây là Mai, vợ tớ. Em chào chị. Lại đằng kia đi, mấy đứa cùng tổ tụi mình ngày xưa đều ngồi ở đó. Đi Mai. Mai. Em trốn kỹ thế, làm anh tìm mãi. Chắc anh xấu hổ lắm, giữa bao nhiêu là bạn bè cũ xinh đẹp, sang trọng thế, mà phải tay trong tay với cô vợ béo ú, xấu xí, lại còn già như một bà chị nữa chứ. Ừ, em xấu như con gấu ý. Em đang nói thật, mà anh cứ đùa. Em còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau lần đầu không? Em nhớ chứ, ngày ấy em thật mảnh mai xinh đẹp. Chắc vì thế mà anh yêu em đúng không? Còn giờ thì... Đó là ngày em nhìn thấy anh lần đầu tiên. Còn ngày anh thấy em lần đầu tiên cách đó một năm cơ. Các cháu ăn hết phần bánh đi chứ, bỏ phí thế này à? Cháu không ăn nữa đâu, dì đừng mách mẹ tụi cháu nhé. Thôi được rồi. Yêu dì quá. Mình đành ăn vậy, lại béo ú lên mất thôi. Từ đó, chủ nhật nào anh cũng ghé qua quán cà phê đó để được thấy em. Ngày nào em đến thì thật vui, còn ngày nào không thấy em thì buồn lắm. Phải đến một năm sau, anh mới dám bước đến nói chuyện với em. Thật ư, vậy ra anh yêu em khi thấy em béo ú. Khi em béo ú hay khi em mảnh mai, khi em tươi tắn trong bộ đầm đẹp, hay khi em yểu xìu như bánh đa nhúng nước sau một ngày chăm con vật vả. Em còn nhớ giỏ sen đá nhà mình không? Nó luôn dũng cảm đối mặt với mọi đổi thay để sống khỏe mạnh. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chúng mình sẽ cùng đối mặt và sống lạc quan như sen đá em nhé. Dạ. Con mối làm chứng. Ngày mai mà không trả nợ là tao đến đốt nhà đấy, nghe chưa? Ngày mai nhà mình biết kiếm đâu ra tiền để trả cho ông bá bây giờ. Ông ta thật quá quắt. Cả năm qua mình làm công cho ông ta cũng thừa tiền để trả nợ, vậy mà vẫn cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Giờ biết tính sao đây? Ba ơi, ba mẹ làm sao thế ạ? Ba mẹ không sao, con vừa đi chơi về à. Mau vào rửa chân tay đi còn ăn cơm con.
Ba mẹ đi làm sớm, con ở nhà trông nhà và học bài nhé. Dạ. Này nhóc, ba mẹ mày có nhà không? Dạ, ba mẹ con đi vắng rồi ạ. Ba mẹ mày trốn nợ chứ gì? Chúng nó đi đâu? Mau nói thật, không ông đánh đòn. À, ba con đi giết cây sống, trồng cây chết. Còn mẹ con đi bán gió mua que ạ. Cái gì? Làm gì có thứ công việc nào như thế? Mày đừng có lừa ông. Đừng tưởng mày là con nít mà ông không dám trị nghe. Con nào dám lừa ông? Đúng là ba con đi giết cây sống, trồng cây chết. Còn mẹ con đi bán gió mua que thật. Thấy tóm lại nó là công việc gì? Mày nói xem nào. Ôi trời, công việc này cả làng ai cũng biết, mà ông bá hộ lại không biết sao ạ? Ừ thầy à, chẳng qua là cái thứ ngôn ngữ quê mùa đấy, ông không có thèm dùng thôi. Mày nói đi xem nào. Nếu ông bảo ngôn ngữ quê mùa thì ông không cần biết đâu ạ. Còn nếu muốn biết thì ông phải cho con cái gì con mới nói cơ. Thầy mày muốn cái gì? Nếu con giảng cho ông thì ông phải xóa nợ cho ba mẹ con đấy. Xóa nợ ư? Thằng này được, đúng là con hơn cha. Được, ta hứa. Ông không nói dối con chứ? Tất nhiên, lời của ta là lời vàng ý ngọc, nói ra chỉ có chuẩn thôi. Nếu thế thì con phải đi mời một người làm chứng mới được. Thằng này cũng đáo để lắm. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng phắt mũi chưa sạch, cứ kim đại cái gì nói thôi. Đây, có rồi. Có con mối này làm chứng. Nếu mày giảng đúng, tao sẽ xóa nợ cho ba mẹ mày. Nhất trí thế nhé. Ba tôi đi cấy có nghĩa là giết cây sống, trồng cây chết. Còn mẹ tôi đi bán quạt tre nghĩa là mua que bán gió. Đã đúng chưa ạ? Được, thằng này khá. Thằng này khá. Dạ, chào ông bá hộ ạ. Nhà chúng mày thấy tao không sang là cứ bơ đi nhỉ? Dạ, xin ông thư thư cho chúng con ít bữa ạ. Ba mẹ không cần phải khất nợ. Ông bá đã hứa với con hủy hết số nợ của nhà mình rồi mà. Kìa sáng, con nói gì thế? Đúng là trẻ con nói nhảm. Tao bảo xóa hết nợ cho nhà mày từ khi nào? Có chứng cứ hẳn hoi con mới nói chứ. Chứng cứ ư? Chứng cứ ở đâu chứ? Tao không lôi thôi với trẻ con. Chúng mày có trả tiền không thì báo. Chúng tôi nếu thế hãy lên quan đi. Lên quan ư? Được, thằng này khá. Giấy nợ trong tay tao, tao sợ cái gì? Có phải nhà anh muốn quỵt nợ của cụ bá không? Bẩm quan, không phải ạ. Cụ bá đã hứa cho con tôi số nợ ấy, chứ tôi không dám quỵt. Anh đừng có nói láo. Tôi hứa cho con anh bao giờ? Chứng cứ như thế nào? Xin quan cho đội thằng bé lên hỏi thử. Bé con, chuyện như thế nào? Con thử kể đầu đuôi cho ta nghe xem nào. Hôm đó ông bá đến nhà con có ra một câu đố. Ông bá nói nếu con giảng đúng thì ông bá sẽ xóa nợ cho ba mẹ con. Còn con mối ở nhà con làm chứng nữa ạ. Thế sao? Nhóc con, mày nghĩ họ sẽ gọi con mối lên để hỏi chuyện sao? Quan đừng nghe nó nói bậy. Trẻ con bịa chuyện mà không suy nghĩ. Làm gì có ai bảo con mối làm chứng bao giờ cơ chứ? Đúng vậy, chẳng có ai bảo con mối làm chứng bao giờ cả. Cậu bé bịa chuyện có phải không? Bẩm quan, con không nói dối đâu ạ. Chính lúc ấy, ông bá chỉ vào con mối đang leo trên cây, bảo nó làm chứng, có vậy con mới giải đố cho ông ấy ạ. Đúng là trẻ ranh, lại nói dối nữa. Làm gì có con mối nào leo lên cây? Rõ ràng là lúc đó, nó đang bám vào cây đũa cả ở trên mẹt đậu trước. Đấy nhé, ông thừa nhận là có con mối đang bám vào mẹt đậu làm chứng rồi nhé. Thế là rõ rồi. Nhân chứng vật chứng đàng hoàng, cụ bá đã hứa xóa nợ cho nhà anh dần thì phải thực hiện thôi. Đội ơn quan lớn anh Minh ạ. Dạ đầu còn bắt mưu thằng nhái ranh. Ngu ơi là ngu. Chiếc đồng hồ. Wow, đồng hồ tận bên Thụy Sĩ cơ ạ.
thích thế, nhất lòng đấy. Cho tớ mượn đeo tí đi. Tớ nữa. Cho tớ xem với Lập ơi. Không, riêng cậu thì không cho xem được. Đúng rồi đó, thằng Nhân xem đồng hồ định mua chăng? Xí, quần áo còn chấp vá mà còn đòi coi đồng hồ. Buồn cười quá đi. Lộc ơi, dạy tớ kiểu đá cầu đó đi. Quy lực thật đó, dạy tớ nữa. Ờ, đồng hồ của mình. Ăn cắp, trả đây. Tớ không ăn cắp, cậu đánh rơi, tớ nhặt lên cho cậu mà. Không ăn cắp mà nhìn đồng hồ của người khác, mắt sáng rực lên như vậy hả? Nhân nói đúng đấy Lộc ạ. Cậu vừa đánh rơi xuống văng ra thì Nhân nhặt được mà. Tôi mà không kịp nhìn thấy thì cậu ta đút vào túi mình rồi. Phen này thằng Lộc có mà suốt ngày lo giữ của thôi. Mấy hôm sau, hôm nay kiểm tra chạy ngắn, sở trường của Lộc ấy nhỉ. Lần này tớ sẽ lập thành tích mới cho các cậu xem. Lớp trưởng cho các bạn khởi động rồi đúng không? Hôm nay cô sẽ tiếp tục kiểm tra chạy ngắn nhé. Vâng ạ. Em thưa cô, đồng hồ đeo tay của em bị mất rồi. Chiếc đồng hồ thủy sĩ rất mắc tiền. Đồng hồ đeo ở tay em sao lại mất được? Em đã tìm kỹ lại chưa? Hay là hôm nay em để đồng hồ ở nhà? Em có mang ạ. Đầu giờ em có nói chuyện với các bạn mà. Dạ đúng thế thưa cô. Đúng là bạn Lộc có đeo đồng hồ ra sân ạ. Em chắc chắn là có ai đó trong lớp đã lấy chiếc đồng hồ của em. Bây giờ cô sẽ phát cho mỗi em một tờ giấy trắng. Em nào lỡ lấy chiếc đồng hồ của bạn Lộc thì ghi vào giấy. Cô đã nhận lại đây 30 tờ giấy trắng. Vậy là không có em nào nhận đã lấy đồng hồ của bạn Lộc. Thưa cô, em chắc chắn có bạn đã lấy chiếc đồng hồ của em. Vì xấu hổ nên không dám nói ra thôi ạ. Xin cô hãy cho xét cặp cả lớp. Nếu không tìm thấy, từ mai em sẽ nghỉ học. Nghỉ học ư? Bạn ấy nói cái gì vậy? Việc này cô thật sự không muốn. Nhưng bây giờ cô buộc phải kiểm tra từng em một. Chỉ tại cái thằng Lộc mang cái đồng hồ quý tới lớp, đâm ra mới sinh chuyện này. Thật đấy, đồng hồ mắc tiền thì để ở nhà cho yên. Thưa cô, là em lấy chiếc đồng hồ ạ. Thưa cô, em đã nói là chắc mà. Chỉ thiếu nước em chỉ đích danh ra bạn ấy thôi. Lần trước bạn ấy đã muốn lấy của em rồi mà bị em phát hiện đó. Hai em đi theo cô. Nhân, sao em lại lỡ cầm nhầm đồng hồ của bạn vậy? Cô đã nhắc nhở ai lỡ làm vậy thì nên tự thú tội vào tờ giấy. Em lại không nghe theo, để sự việc vỡ lở ra, bạn bè cả lớp đều biết. Bây giờ thì quá xấu hổ rồi. Thưa cô, em không tự thú vì em không hề lấy chiếc đồng hồ của bạn Lộc. Thưa cô, em nghĩ là chỉ cần soát cặp bạn ấy là sẽ rõ ngay thôi ạ. Thưa cô, chúng em tìm thấy chiếc đồng hồ của bạn Lộc rơi trên đường chạy, bị lá cây rụng che lên. Có lẽ là vì vậy mà Lộc không tìm thấy đó cô. Cảm ơn các em, giờ các em cứ về lớp đi. Cô muốn gặp riêng hai bạn một lát. Vâng ạ. Lộc à, em thấy sự nóng vội của mình chưa? Còn Nhân, tại sao em lại nhận đã lấy chiếc đồng hồ trước lớp dù em không hề lấy của bạn? Trước lớp, em nhận em đã lấy chiếc đồng hồ vì em sợ bạn Lộc sẽ tự nghỉ học như lời bạn ấy tuyên bố. Em, nhà em rất nghèo. Ba em sắp tới có lẽ cũng không đủ khả năng cho em tiếp tục theo học. Em nhận rồi, nghỉ học cũng không sao. Bạn Lộc nhà có điều kiện, lại học tốt. Vì chuyện này mà phải nghỉ học thì thật là đáng tiếc cô à. Tớ xin lỗi Nhân. Tớ không có gì đâu. Tớ chỉ muốn Lộc hiểu là không phải người ta cứ nghèo khó là sẽ tham lam đâu. Hai em làm cô khó xử quá. Lộc thì quá nóng vội. Còn Nhân, cô thật sự rất nể phục sự hy sinh của em. Nhưng mà em đâu cần phải làm như vậy chứ. Chuyện nghỉ học chỉ là bạn Lộc nói vậy thôi, chứ không ai bắt Lộc nghỉ học cả. Dạ thưa cô, em nghĩ danh dự con người là quan trọng. Bạn Lộc lại là người kiêu hãnh như vậy, rất có thể vì danh dự bạn sẽ nghỉ học hoặc chuyển đi. Như vậy sẽ không hay thưa cô. Trước sau em cũng nghỉ học, em nhận luôn cũng không sao ạ. Nhân à, tớ và các bạn trong lớp nữa, chúng tớ nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Cậu chắc chắn sẽ không phải nghỉ học đâu. Thưa cô cho phép chúng em được quay lại lớp. Em phải nói rõ chuyện này với các bạn. Và xin lỗi bạn Nhân trước lớp. Em không thể để Nhân bị mất danh dự vì suy nghĩ nhỏ mọn của em. Tốt lắm, thấy Lộc hiểu chuyện như vậy, cô rất mừng. Vậy hai đứa hãy đi giải thích hiểu lầm đi. Còn Nhân, em hãy yên tâm học cho tốt. Cô giáo, nhà trường và bạn bè sẽ luôn ở bên hỗ trợ cho em. Điều ước.
con đẩy giúp ba. Đi học về rồi hả con? Dạ, mà sao hôm nay ba lấy nhiều hàng thế? Ừ, ba đang tính đi bán lẻ ở xa, phải đi mấy ngày mới về. Lấy một mẻ khỏi về lấy hàng con ạ. À, trưa quá rồi đấy, vợ ăn cơm thôi con. Dạ. Ba ơi, sao lại có một cái bình cũ ở đây ạ? À, hôm nay đến lò gốm, ba thấy nó bị bỏ ở một nhà kho cũ. Chắc ai vứt đi, ba thấy còn dùng được nên nhặt về. Nó cũ nhưng rất xinh xắn. Ba ơi, ba cho con nha, con dùng đựng bút. Ừ, thôi nhanh vào ăn cơm đi con. Cha cha, cái bình này để đựng bút trông rất đẹp. Cái gì thế? Chào cậu, chủ nhân của tôi. Cái gì? Chủ nhân hả? Đúng vậy, tôi là thiên thần sống trong cái bình gốm này đã 300 năm. May có cậu dùng đến nó, nên tôi mới được giải thoát đấy. Để trả ơn cho cậu, tôi sẽ cho cậu một điều ước. Nào, cậu ước đi. Thật sao? Không thể tin nổi. Mà ước gì được nhỉ? Cậu nhớ suy nghĩ thật kỹ nha, vì cậu chỉ ước một lần duy nhất. Lúc nào cậu nói câu "điều ước của tôi là", thì lúc đó điều ước sẽ được thực hiện. Ước gì được ta? Ba mình thật vất vả, hay là mình sẽ ước nhà mình thật giàu có. Lúc đó ba sẽ không phải rong ruổi bán gốm dạo nữa. Nhưng liệu đó đã là điều tốt nhất chưa nhỉ? Hay mình ước cho mình học thật giỏi, thật thành đạt, lúc ấy ba mẹ sẽ vui hơn nhiều. Hay là... Trời ơi, nghĩ điều ước cũng khó quá. Hay là cậu cho tớ thời gian suy nghĩ nha. Được, tớ sẽ ở bên cạnh đợi cậu tới khi nào cậu nghĩ ra và ước. Thế sau đó cậu đi đâu? Thì tớ lại tìm một nơi ở mới hơn, và lại ban cho ai đó điều ước khi người ấy giải thoát cho tớ. Đó là công việc của cậu sao? Đúng vậy, đấy là công việc của tớ. Thôi, đi ngủ đã, mai tính tiếp. Ba đi làm đây, con đi học ngoan nhé. Dạ, con chào ba. Yeah, ánh nắng ngày mới thật ấm áp làm sao. Mùi hương của cây cỏ thật dễ chịu. Tiếng chim hót thật trong trẻo, vui tươi biết bao nhiêu. Tớ thấy rất bình thường mà, sao mà cậu thích thú như vậy chứ? Chắc là vì tớ lúc nào cũng phải sống trong những chiếc bình lạnh lẽo và tối tăm, nên tớ thèm lắm những âm thanh màu sắc này đó. Nhưng cậu là một thiên thần cơ mà, cậu có phép thuật, sao cậu không sống theo ý của mình đi? Cuộc sống của các thiên thần không như cậu nghĩ đâu. Chúng tớ được Thượng Đế sinh ra theo những mục đích có sẵn. Khi vừa ra đời, chúng tớ phải mang một lời nguyền, và lời nguyền của tớ là phải trú ngụ trong những chiếc bình, ban điều ước cho ai tìm được chiếc bình ấy. Ra là vậy, hóa ra là thiên thần cũng không thích lắm. Này, cậu có thích đi học với tớ không? Đi học hả? Có chứ, tớ rất muốn được trải nghiệm cảm giác tới trường, đi học như các cậu đó. Vậy đi thôi nào, nhưng đừng để ai nhìn thấy cậu đấy nha. Cậu yên tâm đi, chỉ mỗi mình cậu nhìn thấy tớ thôi à. Đi học thôi. Hôm nay vui thật đấy. Tớ được đi học này, được nghe chuyện cười với các bạn nữa này, được chơi bao nhiêu là trò chơi nữa chứ. Cậu thực sự thích sống cuộc sống như thế sao? Đương nhiên rồi, tớ ước gì tớ chỉ là một con người bình thường, để có thể đón ngày mới theo một cách bình thường, chạy nhảy trên những đôi chân mạnh khỏe và cười tươi với rất nhiều niềm vui trong cuộc sống này. À, mà cậu nghĩ ra điều ước chưa đấy? Tớ nghĩ ra rồi, tớ ước rằng... My ơi, về thôi con. Dạ. Đi học vui không con? Dạ, vui lắm mẹ ạ. Hôm nay con được điểm 10, cô giáo còn khen con nữa đó. Thiên thần, chúc cậu hạnh phúc. Ấm trà cổ.
Ông ơi, ông sang dùng bữa ạ. Ừ, cứ để trên bàn đấy, lát ông ăn sau. Ngày nào con cũng thấy ông lau lau chùi chùi, thế thì lấy đâu ra bụi hả ông? Chắc anh không biết. Những người yêu thích đồ cổ như ta thì có lau chùi thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy chưa đủ. Vâng, nếu huyện ta mà bình chọn những người giàu có về đồ cổ thì ông chẳng thua kém gì nhà buôn đâu ạ. Không không, ta chỉ nhận là người yêu thích đồ cổ thôi, chứ không nhận mình giàu có. Anh đừng có nói như thế, người ta cười cho đấy. Dạ con biết rồi, con đúng là có phước thì mới gặp được người tốt tính lại khiêm tốn như ông. Thôi con đi làm vườn đây ạ. Ừ. Tú ơi, Tú. Dạ ông cho gọi con. Nghe nói ở làng bên có người giao bán chiếc ấm trà cổ, ông sang đó xem sao. Anh trông nom nhà cửa cẩn thận nha. Vâng con biết rồi. Ông đã về rồi đấy ạ. Có mua được đồ không ông? Có. Ôi ấm trà này đẹp quá ông ơi. Đây là một chiếc bình cổ gia truyền nhiều đời. Hẳn người làm ra chiếc bình này là một nghệ nhân giỏi và có tâm. Thế tại sao họ lại bán bình này hả ông? Anh ta lỡ sa vào con đường cờ bạc nên phải bán hết gia tài để trả nợ. Khi vừa nhìn thấy nó, ta đã thích rồi, vì ta chưa thấy chiếc bình nào đẹp như vậy. À, ra thế. Thôi để con mang ấm cất vào tủ nha. Ông rửa chân tay để ăn cơm ạ. Ừ, nhẹ tay thôi kẻo sức nhé. Chà chà, còn gì yên bình hơn. Hôm nay chồng lại đến nhà tôm thế này, sao ông không báo trước, để tôi cho người qua đón. Tôi tiện đường ghé qua thăm ông luôn. Tú ơi, Tú lấy cái ấm ông mới mua hôm trước pha trà nhé. Nhớ rửa thật kỹ vào, không bụi bẩn đi. Vâng ạ. Con mời hai ông dùng trà ạ. Ừ, mời ông dùng trà. Chà, chiếc ấm này đẹp quá. Sao tôi chưa từng thấy nó bao giờ nhỉ? Ấm trà này tôi mới mua được của một người ở làng bên đấy. Không hổ danh là người sưu tập, chiếc ấm đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Ông cũng thấy vậy sao? Tôi tuy có nhiều ấm cổ, nhưng ưng nhất vẫn là chiếc này. Thôi, ông uống trà đi kẻo nguội. Tôi nghe họ nói trà pha bằng ấm này uống rất thơm ngon. Quả đúng như ông nói, vị trà rất đậm đà, mùi thơm, đúng là ấm đẹp, trà ngon. Bạn tri kỷ, tôi có phúc có phần mới quen biết được một người bạn như ông. Kìa, ông nói thế chẳng hóa ra chê cười tôi ư? Mấy khi được ông chiếu cố đến chơi lại cùng thưởng trà như thế này. Tôi thì chỉ ước có cuộc sống thanh tao, yên bình như ông thôi. À! Tay ông có sao không? Để tôi sai thằng Tú lấy ít thuốc bôi cho mát. Ờ, tôi không sao. Nhưng chiếc ấm... Không sao, ông cứ để đó, tôi bảo thằng Tú dọn cho, không quẹt vào tay chảy máu thì khổ. Tú ơi! Ông gọi con ạ. Anh dọn cho ta đống mảnh vụn này, rồi pha cho ta ấm trà khác nhé. Tôi thành thật xin lỗi ông về ấm trà. Nếu được, tôi xin đền ông cái khác. Ồ, chỉ là một cái ấm trà thôi, ông đừng quá bận tâm. Hôm nào rảnh ghé qua tôi chơi nữa nha. Nhất định là thế. Thôi tôi về đây, chào ông. Ông ơi, chiếc ấm này ông rất thích mà phải khó khăn lắm ông mới mua được. Vậy mà lúc nãy ông ấy làm vỡ, ông không tức giận lại còn pha ấm trà khác mời ông ấy. Chẳng nhẽ ông không tiếc ư? Tiếc, ta rất tiếc vì không thể dùng nó để pha nhiều ấm trà khác mời bạn bè. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, có nổi giận hay luyến tiếc không có ích gì. Chi bằng hãy nghĩ rằng lúc nào đấy ta lại tìm được một chiếc bình đẹp hơn như thế. Nếu lúc đó ta giận dữ thì tình thâm giữa ta và ông bạn kia chắc gì đã còn. Sống trên đời là phải biết kiềm chế cơn giận, có thể cầm lên, có thể bỏ xuống thì cuộc sống mới an nhàn, thanh tịnh. Còn giữ mãi mối hận thù, tiếc nuối thì chẳng phải đã lãng phí cuộc đời hay sao? Dạ con hiểu rồi ông ạ. À, hãy like, comment,
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.